Rất nhớ anh được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo. Đây là bộ phim tiếp theo của Đàn Kiện Thứ sau sự thành công của Trường Tương Tư. Cũng là bộ phim ngôn tình ngọt ngào đầu tiên trong sự nghiệp của nam diễn viên, nên Rất nhớ anh được người hâm mộ của anh đặt khá nhiều hy vọng. Ngoài câu chuyện tình ngọt đến sâu răng trong phim, sự kết hợp đầy mới mẻ của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã cũng khiến cho khán giả cảm thấy hứng thú. Cùng mình tìm hiểu sâu hơn về những điều đáng mong đợi của bộ phim này nhé! Một câu chuyện tình yêu ngọt sủng đến sâu răng. Rất nhớ anh kể về câu chuyện tình nhẹ nhàng và ngọt ngào, giống như làn gió mùa thu giữa Mạc Thanh Thành do Đàn Kiện Thứ đảm nhận và Cố Thanh do Châu Dã đảm nhận. Nam chính Mạc Thanh Thành là một bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai, nhưng ít ai biết rằng anh cũng chính là đại thần Thương Thanh Tử, một diễn viên lồng tiếng anime kiêm ca sĩ của dòng nhạc cổ phong vô cùng nổi tiếng trên mạng. Mạc Thanh Thành sở hữu một giọng nói mê hoặc lòng người nên có rất nhiều người hâm mộ chất giọng của anh. Bất ngờ là một người được mệnh danh là có giọng nói của thiên thần, khiến cả trăm nghìn người si mê như Thương Thanh Từ lại bị quyến rũ bởi giọng hát trong trẻo của một cô gái chuyên cover những bài hát trên mạng có tên tài khoản là Thanh Thanh Mạn. Còn nữ chính Cố Thanh là một sinh viên bình thường, có sở thích cover và phối âm lại các ca khúc cổ phong. Cố Thanh vô cùng yêu thích và ngưỡng mộ chất giọng siêu cuốn hút của đại thần Thương Thanh Từ. Đến mức, nếu có người hỏi Cố Thanh rằng cô có gặp tiếng sét ái tình chưa hoặc có yêu ai từ cái nhìn đầu tiên không, thì cô nàng có thể sẽ lưỡng lự, suy ngẫm rất lâu và đáp lại bằng cái lắc đầu. Nhưng nếu có ai hỏi Cố Thanh rằng âm thanh nào khiến trái tim cô phải đập loạn nhịp ngay từ lần đầu nghe được, thì cô sẽ chẳng hề do dự mà sẽ nói ra ngay cái tên của anh, Thương Thanh Tử. Từ rất lâu, Cố Thanh đã vô cùng mê mẩn giọng nói của Thương Thanh Tử, nhưng cô lại không hề biết rằng người mà cô thầm thương trộm nhớ, Mạc Thanh Thành, cũng rất yêu thích giọng hát của cô và ngưỡng mộ cô rất nhiều. Để làm quen với cô nàng Thanh Thanh Mạn, đại thần Thương Thanh Từ đã chủ động nhấn theo dõi cô nàng trên mạng xã hội và còn mời cô hợp tác để phối khí cho bài hát mới của anh. Để rồi, chuyện tình của Cố Thanh và Mạc Thanh Thành cứ thế mà bắt đầu, nhẹ nhàng, bình dị và cũng sâu lắng. Mạc Thanh Thành đã chủ động tiếp cận Cố Thanh từ trên mạng đến ra ngoài đời, chậm chậm đưa cô vào thế giới của mình, cũng như bước vào cuộc sống của cô. Tình cảm của hai nhân vật chính cứ như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy, khi mà Cố Thanh vừa là một thanh khống, tức những người cực kỳ yêu thích âm thanh hay giọng nói đẹp, lại vừa là một người sành ăn, còn Mạc Thanh Thành trời sinh đã có giọng nói trầm ấm quyến rũ, lại còn nấu ăn siêu ngon. Anh đã dùng thanh và thực để nhanh chóng tìm được con đường đến với trái tim của Cố Thanh. Còn Cố Thanh thì bị sự dịu dàng, ân cần chiều chuộng của anh chinh phục, từ lòng hâm mộ nhanh chóng hóa thành tình yêu. Xuyên suốt câu chuyện tình yêu của Cố Thanh và Mạc Thanh Thành đều tràn ngập một màu hường, không có xung đột tranh cãi hay sự xuất hiện của chuyện tình tay ba tay tư, mà chỉ có những giọng nói đầy mê hoặc và một tình yêu tràn ngập ngọt ngào, ấm áp. Phim khai thác về một chủ đề khá mới mẻ, đó là thanh khống, cùng những điều thú vị liên quan đến giới lồng tiếng và phối khí, về những nhóm hát cover và những nhóm lồng tiếng trên mạng. Đây có thể xem là một điểm nhấn đặc biệt, giúp bộ phim khơi gợi thêm được sự tò mò và mong đợi của khán giả. Thêm vào đó, trong bối cảnh mà màn ảnh Hoa ngữ hiện nay có quá nhiều bộ phim ngược tâm và cầu huyết, thì sự xuất hiện của một bộ phim ngôn tình nhẹ nhàng và ngọt ngào như Rất nhớ anh sẽ trở thành một điểm khác biệt. Nó giống như một viên kẹo ngọt giúp xoa dịu những niềm đau của khán giả trong thời gian qua. Sự bảo chứng chất lượng đến từ chính tác giả. Nếu bạn đã từng say mê với những bộ phim ngôn tình chuyển thể từ chuyện của Mạc Bảo Phi Bảo như Cá Mực Hầm Mật, Thân Ái Chí Ái, Châu Sinh Như Cố hay Một Đời Một Kiếp, thì bộ phim lần này chắc chắn cũng sẽ không làm cho bạn phải thất vọng. Với Rất nhớ anh, Mạc Bảo Phi Bảo một lần nữa đã đưa tình yêu trở về đúng nghĩa nguyên bản nhất của nó, ngọt ngào như mật, với câu chuyện tình đẹp như mơ của Mạc Thanh Thành và Cố Thanh. Thêm vào đó, tác giả Mạc Bảo Phi Bảo cũng tham gia vào quá trình biên kịch của Rất nhớ anh, nên khán giả càng yên tâm hơn vào độ chắc tay của kịch bản bộ phim. Với tất cả những điều này, Rất nhớ anh sẽ có nhiều khả năng tạo ra sức hút lớn, trở thành làn gió mát lành đối với khán giả. Sức hút lớn từ bộ đôi Đàn Kiện Thứ và Châu Dã. Đàn Kiện Thứ đã có nhiều năm đóng phim, diễn xuất của anh cũng được đánh giá tích cực từ cả phía khán giả lẫn giới chuyên môn. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, thông qua Lạp Tội Đồ Giám và Trường Tương Tư, Đàn Kiện Thứ càng trở nên nổi tiếng và được nhiều người yêu thích hơn. Đặc biệt trong Trường Tương Tư, Đàn Kiện Thứ đã khiến nhân vật Tương Liễu giống như là xé sách bước ra, diễn xuất của anh trong phim cũng được khán giả dành tặng cho nhiều lời khen có cánh. Nếu đặt lên bàn cân để so sánh, thì độ khó của Mạc Thanh Thành so với Tương Liễu là không bằng, nhưng hình tượng một đại thần có lẽ sẽ là một thử thách đầy sự mới mẻ đối với Đàn Kiện Thứ. Ngoài điểm cộng về ngoại hình và diễn xuất, thì chất giọng siêu cuốn hút của Đàn Kiện Thứ cũng chắc chắn sẽ khiến khán giả phải mê mệt. Cũng giống như nhân vật Mạc Thanh Thành trong phim, Đàn Kiện Thứ có một chất giọng trầm thấp siêu cuốn hút.
Âm sắc của anh chàng cũng rất đẹp và cũng chính là hình mẫu lý tưởng ngoài đời thực của những người u mê thanh khống. Mỗi khi đàn kiện thứ dùng chất giọng trầm của anh để nói chuyện hoặc ca hát thì trái tim của khán giả lại đập loạn nhịp liên hồi. Cũng vì vậy, dù chưa được xem quá nhiều phân đoạn diễn xuất của đàn kiện thứ trong rất nhớ anh, nhưng các mọt phim vẫn rất yên tâm đối với vai diễn Mạc Thanh Thành do nam diễn viên thể hiện. Đồng thời, cũng rất mong chờ vào đài từ và lời thoại của đàn kiện thứ trong phim. Sơ sơ. Về phần Châu Dã, cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đường nét gương mặt cân đối, cuốn hút người nhìn, rất phù hợp với hình tượng của nữ chính phim ngôn tình. Mặc dù đã từng nhận phải nhiều bình luận tiêu cực về diễn xuất, nhưng trong một số dự án gần đây Châu Dã đã có sự tiến bộ vượt bậc, điển hình như Hộ Tâm. Từ những phân đoạn diễn xuất vừa vặn và dễ chịu của Châu Dã trong trailer của rất nhớ anh, khán giả nhận thấy rằng có vẻ như Châu Dã đã biết cách để diễn xuất và nắm bắt tâm lý nhân vật Cố Thanh, điều này cũng là điểm đáng để mong đợi. Thêm vào đó, sự kết hợp của đàn kiện thứ và Châu Dã trong phim cũng được nhận xét là đẹp đôi và ăn ý. Với nhiều khoảnh khắc tương tác ngọt ngào và tình cảm, đối với phim ngôn tình thần tượng thì đây chính là một điểm cộng rất quan trọng. Hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một chuyện tình siêu ngọt ngào, siêu bùng cháy. Sự chờ mong của khán giả. Theo nhiều nguồn tin trên Weibo, bộ phim rất nhớ anh có khả năng sẽ lên sóng vào quý 4 năm nay. Dù thông tin này vẫn chưa được xác thực, nhưng có rất nhiều khán giả đều đang mong rằng bộ phim có thể phát sóng càng sớm càng tốt. Tính đến ngày 20 tháng 9, thì rất nhớ anh đã vượt mốc 800.000 lượt đặt xem trước trên Tencent Video, có thể thấy khán giả đặt khá nhiều kỳ vọng vào bộ phim này. Chỉ cần rất nhớ anh vẫn giữ vững tinh thần của nguyên tác, không cải biên quá tay thì chắc chắn sẽ thu hút được không ít fan nguyên tác và những mọt phim ngôn tình. Đồng thời, nếu cả đàn kiện thứ và Châu Dã đều thể hiện tốt nhân vật của mình, thì chắc chắn rất nhớ anh sẽ có được một vị trí cao trong bảng xếp hạng những phim ăn khách tại thời điểm phát sóng. Còn việc bộ phim này có thể hot đến mức nào, thậm chí là có bạo hay không, thì hãy cùng mình chờ đợi đến lúc phim lên sóng để biết được câu trả lời nhé. Bạn có mong vào chờ sự kết hợp của đàn kiện thứ và Châu Dã trong rất nhớ anh hay không? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé. Và nếu cảm thấy video này thú vị thì hãy bấm like, share cho mình với nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để xem thêm nhiều video mới hấp dẫn khác. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!